các nước chia buồn cựu ngoại trưởng Mỹ sinh qua đời, Trung Quốc nói sinh đóng góp cho quan hệ Trung Mỹ, Nga mô tả ông có tầm nhìn xa, trong thông điệp chia buồn sau khi ông qua đời, trong suốt cuộc đời mình, Tiến sĩ sinh rất coi trọng mối quan hệ Trung Mỹ và tin rằng chúng có ý nghĩa sống còn đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước cũng như thế giới, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân ngày 30 tháng 11 cho hay: Ông Ung cho biết cựu ngoại trưởng Mỹ, lão bằng hữu và cũng là hảo bằng hữu của người dân Trung Quốc. Đã thăm Trung Quốc hơn 100 lần và có đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước, cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger qua đời tại nhà riêng ở bang Connecticut ngày 29 tháng 11, thọ 100 tuổi. Ông Kissinger từng là ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Ông đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vào những năm 1970, thường xuyên đến thăm Trung Quốc cũng như gặp gỡ quan chức Trung Quốc từ khi rời nhiệm sở, ông Uông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình. Người gặp ông Kissing ở Bắc Kinh hồi tháng 7 đã gửi thông điệp chia buồn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thủ tướng Lý Cường và Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã gửi điện chia buồn Trung Quốc và Mỹ nên kế thừa và phát huy tầm nhìn chiến lược. Lòng can đảm chính trị và trí tuệ ngoại giao của Tiến sĩ Kissinger, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn sau khi ông Kissinger qua đời, nói trong điện gửi tới bà Nancy, vợ của ông Kissinger, rằng ông là chính khách khôn ngoan và có tầm nhìn xa trông rộng. Tên tuổi của Henry Kissinger gắn chặt với chính sách đối ngoại thực dụng, từng giúp giảm căng thẳng quốc tế và đạt được các thỏa thuận quan trọng nhất giữa Liên Xô và Mỹ, góp phần tăng cường an ninh toàn cầu tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với ông nhiều lần và chắc chắn sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Tổng thống Nga cho hay, Kitsin từng thúc đẩy đàm phán về hạn chế vũ khí chiến lược và hiệp ước chống tên lửa đạn đạo với Liên Xô, giúp giảm căng thẳng giữa hai siêu cường hạt nhân. Ông cũng thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nixon tới Liên Xô năm 1972. Trong chuyến thăm, hai nước đã ký hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, Sang-Y, và các hiệp định cơ bản khác, thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi nhà ngoại giao Mỹ vì cam kết của ông đối với tình hữu nghị xuyên đại tây dương. Kissinger luôn gần gũi với nước Đức, quê hương của ông ấy. Thế giới đã mất đi một nhà ngoại giao lỗi lạc. Ông Scholz viết trên ít, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng Kissinger sẽ để lại tác động lâu dài đến chính trị quốc tế, cho rằng ông đã thay đổi nhiệt độ và bộ mặt của ngoại giao. Kissinger sinh ra ở Pháp.